Xin chào các bạn đã đến với chương trình chia sẻ học Úc của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng đồng hành với bạn Nguyễn Trí Nhân, một du học sinh vừa đậu visa Úc. Chúng ta hãy cùng Trí Nhân tại sao lại chọn Úc là điểm đến du học các bạn nhé. Xin chào Trí Nhân. Xin chào chị. Trí Nhân có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Mình tên là Nguyễn Trí Nhân, năm nay sinh viên năm 3 của trường Đại học FPT chuyên ngành quản trị mạng. Em chọn Úc là bởi vì ở Úc thì được việc học ở Úc thì được chính phủ quan tâm hàng đầu, bằng cấp có giá trị và các kiến thức được cập nhật liên tục. Và em có tìm hiểu thêm thì ở bên Úc thì nền an ninh cũng rất là an toàn nên em rất yên tâm hơn khi học ở Úc. Thì qua Úc em sẽ học chương trình gì và ở trường nào? Dạ, em sẽ học chương trình khoa học máy tính ở trường University Western of Sydney và tổng thời gian em học là gần 4 năm. Thời tiết thì em có cũng hơi lạnh một chút, nhưng mà các điều kiện của trường tạo ra cho em thì rất là thuận lợi, như là trường có thể tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và trường hợp tác với các viện nghiên cứu để cho sinh viên tìm hiểu sâu hơn về chuyên ngành cũng như là các kiến thức mới. Thì qua đâu Trí Nhân biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, theo em tìm hiểu thì em lên mạng, em search từ khóa du học Úc và trên mạng nó hiển thị ra trang web Tân Đại Dương nên em tìm hiểu. Dạ, và tìm hiểu và em mới gặp được chị Hương và chị Hương có hướng dẫn cho em các thủ tục để nhập học, xin visa, xin trường. Thì ngoài thời gian em học thì Trí Nhân có tham gia những cái câu lạc bộ thể thao nào nữa không em? Dạ, em có tham gia các câu lạc bộ đá banh ở Phú Thọ. Giải thưởng ô tô thì ở trường em lúc mà học cấp 3 thì em có hạng nhì quận và hạng khoảng vào tứ kết của thành phố. Thì khi em làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì em có những cái ấn tượng nào tại công ty hay không? Dạ, là em thấy ở đây thì nhân viên là rất là nhiệt tình đối với các bạn học sinh và hướng dẫn tận tình và em nghĩ luôn tươi cười với học sinh. Em nghĩ đây là một cơ sở tốt để các bạn có thể đi du học. Nếu mà em có người thân ở Úc sẵn sàng đi du học thì em có thể hướng dẫn vào trường du học Tân Đại Dương để làm hồ sơ xin đi du học. Dạ, sau khi em học ở Úc xong á thì em có thể về Việt Nam xin vào các tập đoàn lớn của công nghệ thông tin như là FPT, Five Star Solution. Xin cảm ơn Trí Nhân đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Úc để chia sẻ những cái kinh nghiệm thiết thực nhất. Thì Tân Đại Dương xin chúc cho Trí Nhân qua bên Úc học tập thật tốt cũng như là đạt được những cái mong muốn như là Trí Nhân đã đặt ra như ngày hôm nay.